Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên môn bán và trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Ngày hôm nay thì em Long sẽ lại lên sóng giới thiệu đến quý anh chị một mẫu Santa Fe. Chiếc này bên em thì là bản máy dầu nhá, bản cao cấp nhất. Xe sản xuất năm 2020, chạy chuẩn 7,6 km nhé. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết cũng như là báo giá chiếc xe này gửi đến quý anh chị. Sau đây thì em sẽ nói sơ qua chi tiết về chiếc xe này nhé. Chiếc này bên em thì được trang bị ngoại thất là màu trắng và nội thất bên trong là ghế da màu nâu nhé. Sơn si nguyên bản thì còn khá là nhiều. Hiện tại thì tình trạng chiếc xe này thì dàn lốp thì vẫn còn nguyên bản theo xe nhé. Chỉ có duy nhất một chiếc ở bên phụ này thì có thể là trong quá trình sử dụng thì bác chủ xe đã thay lên một chiếc lốp đết 2022 rồi. Đấy, các bác có thể ngắm qua cho em phần ngoại thất nhé, vẫn còn rất là mới. Đèn pha thì cũng được trang bị đèn pha full LED nhé. Cảm biến trước sau được trang bị rất là đầy đủ. Xe cũ thì cũng không thể tránh khỏi được những cái xước sắt nhỏ thì bên em cũng đã cho đi spa đánh bóng qua. Đây phần tổng thể phần thân xe này. Thiết kế xe thì rất là khỏe khoắn. Đây phần la răng các bác nhé. La răng thì còn rất là đẹp. Đây phần đuôi xe. Đuôi xe thì cũng có trang bị 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Chiếc này bên em là bản premium, bản cao cấp nhất nhé. Đây là phần cốp xe này. Cốp xe thì rất là rộng rãi. Đấy, các bác có thể đi qua cho em tất cả các chi tiết nhựa này. Nó còn rất là mới. Keo chỉ khung gầm máy móc bên em cam kết cho các bác nguyên zin nguyên bản hết. Thì bên em sẽ mời các bác tham quan qua khu vực nội thất nhé. Đấy, chiếc xe sau 4 năm sử dụng. Phần nội thất thì còn rất là đẹp. Đấy, phần ghế da thì vẫn còn rất là bóng nhé. Hầu như là không có một nếp nhăn nào. Đây là phần vô lăng này. Vô lăng thì vẫn còn nguyên sần nhé. Chiếc này bên em thì chạy chuẩn là hơn 7 vạn cây. Phần củ số còn rất là đẹp. Trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, auto hold, các chế độ lái. Bản máy dầu cao cấp nhất các bác. Đây phần hàng ghế sau này, hàng ghế thứ hai còn rất là đẹp nhé. Cửa gió điều hòa ghế sau này, các cổng sạc này, cửa sổ chiếu toàn cảnh. Trang bị phiên bản này là trang bị trần nhung nhé. Và chiếc xe này bên em mua về thì bọn em cũng đã check test kiểm tra rất là kỹ rồi. Các bác lấy xe có thể mang qua bên thứ ba check test kiểm tra thoải mái. Bên em cũng có cam kết chất lượng xe cho các bác đầy đủ trong văn bản hợp đồng. Thế nên các bác có thể yên tâm mua về và sử dụng. Và hiện tại thì chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu 2020 để đã được bên em chào bán với giá là 905 triệu nhé. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng. Các bác đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em lưu dưới góc màn hình. Em sẽ có những mức giá ưu đãi tốt nhất gửi đến cho các bác.
Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo.